hãy bắt đầu ngày mới với một trái tim tràn đầy niềm tin và nỗ lực để đạt được những mục tiêu của mình. Một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống là có động lực để phấn đấu và đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Nếu bạn cần một chút động lực để tiếp tục phấn đấu thì hãy xem hết video này. Hãy nhìn về tương lai với niềm tin và hy vọng. Đừng để những khó khăn hiện tại ngăn cản bạn khỏi việc đạt được ước mơ của đời mình. Đó là những thử thách, và thử thách sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Hãy luôn cố gắng học hỏi, phát triển bản thân mỗi ngày. Sự phấn đấu liên tục sẽ đưa bạn đến những điều mới mẻ và thú vị. Hãy cống hiến cho bản thân mình một chút thời gian để học hỏi, tìm hiểu và trau dồi kiến thức. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân. Không có ai có thể tin tưởng và ủng hộ bạn hơn chính bản thân bạn. Hãy luôn tin rằng bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn, và hãy dành thời gian, nỗ lực để thực hiện điều đó. Hãy nhớ rằng thành công không đến từ sự may mắn, mà đến từ sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta. Đừng sợ thất bại, hãy nhìn vào những lần thất bại là bài học để học hỏi và tiếp tục cố gắng. Đó là chìa khóa để đạt được thành công. Cuối cùng, hãy giữ một tinh thần tích cực. Một tinh thần tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và giải quyết mọi vấn đề. Hãy lạc quan và cảm thấy hạnh phúc với những điều bạn đã đạt được và những gì bạn đang có. Thấm hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp bạn có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục phấn đấu và đạt được những gì mình mong muốn.